Nhưng mà bác sau một thời gian ở tù 14 năm, bác yếu đuối, đi đâu cũng phải có một người cháu đi theo để giúp bác. Chúng tôi vừa hoàn tất xong một cái cảnh là vào chiếc bàn thờ của chị Võ Thị Sáu, và chúng tôi vô tình gặp nhau, chỉ nhìn nhau. Bây giờ chúng tôi chuẩn bị qua cái màn thứ nhì. Và thưa quý khán giả, sau khi một cuốn phim này được biên tập xong và đưa lên chiếu, có lẽ quý vị sẽ nhìn thấy không thể tưởng tượng được. Hàng Dương, nơi đây bây giờ là chúng tôi tới đây là lần này lần thứ ba. Không có cái yêu cầu gì dạ, đúng cả. ạ. Dạ. Vâng. Hai người chúng tôi cùng hai chiến tuyến khác nhau nhưng mà là tự nhiên rất đồng tư tưởng, từ bây giờ nói chuyện với nhau rất hợp với nhau. Đó. Đây là câu thật. Bác tên thật là gì? Nguyễn gì vậy? Lê Quang Vịnh tên thật. Lê Quang Vịnh. Cũng lại họ Lê nữa. Vâng. Lê Quang Vịnh. Bữa nay đều gặp rất nhiều này, Lê Hồng Phong này, Lê Thanh Nghị này, này rồi mấy mấy ba Lê, mấy bác Lê luôn. Thì tôi nghe vợ chiều. Lê Duẩn. Vâng. Tôi nghe vợ chiều. Dạ. Là ông Hùng. Vâng. Là nguyên là một người trọng cộng. Dạ vâng đúng. Dạ bác nói rất là đúng. Rất là nổi tiếng. Dạ. Nhưng về sau này đó thì là ông mới là quản tính. À, ông gắn bỏ với là đất nữa. Vâng. Là đó đó. Thì cái đó đó là tôi rất là quý trọng. Vâng. Và tôi cảm rất ơn mong là, rất mong làm cách sao để mà thực hiện cái sự hòa hợp đó. Dạ vâng. Đó đây, hòa hợp. Vâng đúng rồi, hòa hợp đấy. Vâng. Đây là hòa hợp. Hòa hợp đấy. Hòa hợp dân tộc. Hòa hợp thống nhất. Vâng, hòa hợp dân tộc. Đó đó, như thế. Thống nhất. Là cái đó đó là tốt nhất. Dạ vâng. Bây giờ đó, trước đây ra làm sao thì đó là chuyện của quá khứ. Đúng rồi. Nhưng mà ngày nay đó chúng ta chỉ có một mục đích con được Việt Nam. Dạ. Đúng rồi, bác nói được rất đúng. Như vậy đó. Cái mặt bác rất là hiền. Không có ai nói là ác ôn côn đồ không cả được cái này. Thương quá vậy. Không, bác là nhà giáo, tại vì hôm vừa rồi bác nhà giáo. Một nhà giáo vâng lão thành năm nào cũng chứng mẫu nguyên giáp này. Năm nào là coi như là bên chỗ thành ủy. Vâng. Bí thư thành ủy đến chúc mừng ngày nhà giáo. Mới đây mới đây. Mới ngày hôm kia. Vâng. Thì là ngày 18. À ngày 18. Dạ. Là ông Nguyễn Trọng Nhân. À đúng rồi, nhưng mà lần này thì là ông Nguyễn Thiện Nhân. Nguyễn Thiện Nhân cũng có ông phó thôi. À ông vâng. Phó là tức là ông Nguyễn Thành Phong. Nguyễn Thành Phong là năm ngoái. Dạ năm ngoái. Năm nay đó là cái ông cục phó bí thư. Vâng vâng, dạ, đấy, phó bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và là làm dẫn phái đoàn đến nhà. Vâng vâng, phái đoàn, phái đoàn 15 người. 15 người. 15 người. Đây là rất là rất là lớn. Vâng vâng. Và cái Sài Gòn Pơ rồi đấy, họ họ phải người đi đưa lên cái tầng lên. Vâng. Vô lúc này cái đồng chí là phó bí thư và ủy viên Trung ương Đảng. Dạ. Nên vô rồi thì mới liên liên đấy. Vâng đúng rồi. Thế thành ra là bác không sắp xếp đi được cùng bọn cháu thì đúng bọn cháu rồi. Phải ra trước, bọn cháu quay trước thì xong là bọn cháu phải cố ở lại đấy để quay bằng được cái cảnh mà rồi, cảnh rồi. Gia đình. Cảnh gia đình năm mà... nay bác Vịnh là 82 tuổi. Vâng, tám ở tù 14 năm. Vâng, tù 14 năm. Bác ạ, thì hôm qua cũng vui lắm. Thế là bọn cháu tái hiện lại hết những cái cảnh mà theo lời kể hôm phỏng vấn của bác đấy, là cái năm 1971 ấy bác đón cái Tết trong tù nó như nào, gồm có các anh em thì là cũng rất hay là nhờ được cái hỗ trợ của mấy cái anh lính mà bên chỗ chỉ huy ban chỉ huy quân sự vâng Côn Đảo đóng rất nhiệt tình mà. Vâng. Rồi cũng là đi ra cả cái bậc thềm mà viết cái bài thơ chào tự do luôn. Người bác bị tù là 8 năm mà chuồng cọp. Bị tù đó, án là án tử hình. Án tử hình. Vâng. Nhưng mà sau đó đó
thì là nó hạ án xuống, nó giảm án xuống. Thành còn là chung thân, chung thân khổ sai. Nhưng đi làm khổ sai đó là không chịu được cái chuyện châu cơ với hô khẩu hiệu. Đánh đánh nó đánh nó nhốt vô lại trong hầm, vô trong hầm và nhốt trong hầm như thế cho đến ngày giải phóng từ năm 1967. Thế bác có bị vào chuồng bò không? Thế đó chuồng bò đó chuồng... tức là nó đổ nó bò để phân bò trong đó. Nó có cái chuyện như thế này là chuồng bò chỉ ở mấy tháng thôi, mấy tháng gần cuối rồi đó. Thì đó là chuồng bò. Chuồng bò còn cái nơi mà chuồng bò mà có cái phân bò rồi đó đó. Đó là cái nơi để mà tra tấn, mà đều phải có ít người có ít người bị lắm. Còn cái chuồng bò đây là cái nơi mà tra tấn nhưng mà đều là của là thường thường chứ không phải là lần. Thế bác có bị vào hầm đá không? Thì hầm đá đây nè, có bị ở hầm đá, chuồng cọp, chuồng bò đều có hết, đều có hết. Trời ơi, mà sống được 14 năm. Nếu mà nếu mà cách mạng mà không thành công thì cách như thế này thì đến cái ngày 30 tháng 4 đấy. Thì lúc mà bảy anh họ cướp được chính quyền, họ mới vô tầng hầm đá, họ phá công, họ phá công đưa ra, thì lúc đó đó là tôi gần chết, gần chết à, gần chết. Hôm qua là bọn cháu dựng lại cảnh đấy, đó, đó, đó. Đấy, hôm qua dựng lại để đó, mình tái hiện lại cái theo cái lời kể của bác. Đó, đó. Cái lúc mà tôi cái ngày cái đêm 30 tháng 4 thì tôi nghe văng vẳng xa xa ở trong gió nó cái tiếng ô la là giải phóng rồi đó nó thì nghe xa xa như thế. Nhưng mà đến sáng ấy, thì đang trời mới vừa hưng hưng thôi chưa sáng rồi nó hơi ngực thì bỗng nhiên nó là có cái tiếng chân người rầm rầm chạy tới trước cửa hầm đấy, cửa hầm đó mở quá chứ mày không có, họ đập bởi vì ở bên ngoài đó có ghi một cái dòng chữ là Lê Quang Vinh, đó ghi tên mà ghi tên cái người bị nhốt ở đúng rồi, Lê Quang Vinh. Lê Quang Vinh thì bên trong bên ngoài này họ mới đập cửa và hỏi có phải Vinh đấy không, có phải Vinh đấy không. Thì ở trong này bởi vì từ trước nay đấy là hệ mà gọi tên á là thì, đi luôn á thì cũng có nó tức là bọn nó gọi như thế đó, thì không bao giờ nó gọi bằng tên đúng rồi. Mà nó gọi bằng mày bằng tao bằng mày bằng thằng có phải không bao giờ gọi là Vinh hay là anh Vinh hay là ông Vinh hay là chủ Vinh đâu gì đâu mà gọi là có phải mày là Vinh rồi không? Ví dụ như là thế. Đó là thì cái kiểu như thế. Ngụy nó gọi mình. Đó nó gọi. Còn đây là anh em mình đó. Thấy thành thử rất là tôi mới nói rằng phải Vinh đây. Thì ở ngoài nói rằng là mở cửa ra ngay nhưng mà bỗng nhiên có một cái người tức là cái người mà giữ cửa đó. Cái người nói giờ không có chìa khóa không được trai không làm mang đi rồi. Rồi nó không mang đi rồi. Nó nói phá cửa. Phá cửa cái thứ là cửa sắt nó dày lắm mà. Cửa gỗ. Cửa gỗ. Thì là dầm mấy cái nhưng mà cái khóa đó nó bật ra ngay về thôi. Nó cũng cầm giật ra. Giật cái khóa ra. Giờ cái khóa răng cả thì bên trong này đó tôi mới nói rằng là mình đang bị còng bởi vì cái dây còng nó đeo ra vòng nó ấy vào chân mình nó cái còng nhưng mà nó còng kéo cái sợi dây xích vào trong tường bên ngoài đúng đó bên ngoài thành thì ra là phải rút cái chốt ở bên ngoài phải rút cái chốt từ bên ngoài ra đó rút cái chốt bên ngoài ra cái thì bên trong này bên trong này mới mở ra được mở ra được cái thì là mở ra thì cửa bật ra cái thì là
tôi được rút cái còng ra. Rút cái còng ra thì tôi luôn còn tôi đứng dậy. Lúc đó chắc run lắm mà. Đó, cái người mình đó, đó. Đứng dậy, đứng dậy cái tôi loạn choạng loạn choạng. Thì bên ngoài đó là một người chạy vào. Một người lao vào. Ở bên trong này tôi lại chạy ra. Chạy ra thì là cái bục đó, cái bục. Cửa nó, bục cửa nó, tôi đụng phải bục cửa và tôi lẻ, lẻ xong. Là 40. Đúng là 40. Đúng 40. Đó, 40. Mà lúc đó là ở tù 14 năm rồi. Đúng rồi, đúng 14 năm. Thế thì tôi tẻ xuống, xuống tôi ngất. Đến khi mà tôi tỉnh lại đấy, thì là tôi thấy cái người bạn đấy, giải phóng rồi, rồi đó, ta đã cướp được chính quyền ở tại đây rồi, rồi đó, thế tự nhiên lúc nọ nước mắt cái chảy ra không thể không nỡ, câu chuyện, đó, thì câu chuyện là như thế. Thưa quý khán giả, bác Bạch năm nay 82 tuổi, bác là một nhà giáo, bác bị bắt 14 năm, mà may mắn ngày 30 tháng 4, đất nước giải phóng, mà mạng sống của bác còn ngày hôm nay, chúng tôi đã gặp nhau tại Côn Đảo. Lúc đó bác bị bắt về cái tội gì? Nó bổn tội. Bốn nó trong cái bản án đấy nó ghi là bốn tội. Tội thứ nhất là phạm nghịch. Phạm nghịch tức là theo cộng sản chống lại chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Đó là như thế, đó là một. Thứ hai, tội thứ hai là phá hoại tài sản quốc gia. Tức là cái chỉnh là như thế này, trong anh em thôi, anh em khác đó, anh em ở trong cái tổ chức, họ mới có cái tổ chức, họ đặt cái bom để chạy một cái kho xăng. Thành thử là thằng quý kết, đó là người ta làm chứ tôi chẳng có làm. Nhưng mà đều đây là họ nó gắn ghép cho mình, là mình chỉ huy. Chỉ huy là đó là từ phá hoại tài sản quốc gia. Đánh cái bom chảy phó xăng. Rồi cái thứ ba đó là tổng tiền thường dân vô tội. Nhưng mà như thế này, tổng tiền thường dân vô tội tức là anh em họ đi quyên góp, quyên góp tiền để ủng hộ kháng chiến mà chứ không có chuyện gì. Đó gọi là tổng tiền thường dân vô tội. Nhưng mà thực sự là quyên góp để quyên góp để ủng hộ kháng chiến. Đó là thứ ba. Thứ tư đó là chỉ nhớ mình giờ cũng may bây một giờ rồi. Bây giờ tự nhiên bốn cái khoản bốn khoản, nhưng mà đại loại là như thế. Nó ghép vào tội tử hình không, cuối cùng là nó sự tử hình. Nhưng mà sự tử hình thì năm đó là năm 1962 đem ra sự tử hình. Sự tử hình á thì là họ làm cách sao không biết. Mà ở bên ngoài đó là biểu tình phản đối. Phản đối cái chuyện là sự tử hình thôi. Rồi là miền Bắc, rồi rồi thấy các nước ngoài. Nước cái phái đoàn nhân quyền đã tới. Đó. Đặc biệt là có cái chuyện đó, là lúc đó đó có cái tòa thánh Vatican có lên có cái tiếng nói nói là về cái bản án này mà sự tử hình
vô lý. Họ phản đối. Họ phản đối. Cái câu chuyện là như thế. Anh Bác bị bắt ở đâu? Ở Sài Gòn. Lúc đó đó, là tôi đi dạy ở tại trường Petersky. Đang đi dạy trường Petersky. Nhưng trong cái dịp là nghỉ hè, là tôi đi vào trong chiến khu, vào trong chiến khu tôi bị bắt ở trong chiến khu, trong chiến khu. Nhưng mà nó như thế này, sợ gì mà tôi đi vào trong chiến khu là bởi vì lúc đó đó có một cái hội nghị quốc tế mà về hòa bình, về hòa bình. Thì chắc là mình đi vào lúc nào rồi nói chuyện tiếp. Kính thưa quý khán giả, quý vị vừa nghe một câu chuyện ngắn về bác Lê Quang Vịnh, người đã bị ở tù 14 năm.